Công đẩy X4150 này thì cân nặng của nó chưa đến 10 kg, chính xác là 9,5 kg anh em nhé. Và nó là size 1U, rất là mỏng nhẹ, sử dụng công suất mạch Class D và nguồn PFC. Anh em có thể là đạt được hiệu suất rất cao và sử dụng năng lượng thấp, có thể hoạt động tốt từ 110 cho đến 240V anh em nhé. Anh em nào có thể chơi sự kiện, chơi gia đình là đều chơi được hết anh em nhé. Công suất 1500W một kênh ở 8 ohm anh em nhé, một kênh. Xin chào tất cả các bác nha. X4150 đây là dòng đẩy 4 kênh, hiện tại thì hàng mới về của bên em anh em nhé. Và là một trong những cái dòng bản nâng cấp của D4150 anh em nhé. Nó sử dụng công suất lên tới 1500W một kênh anh em nhé, ở 8 ohm. Đấy, khi là vào tủ máy nó rất là đẹp anh em nhé. Anh em có thể nhìn thấy đây là cái tủ máy của bên em. X4150. Đấy, anh em có thể nhìn qua. Rất là đẹp đúng không ạ? Đây đang chạy anh em nhé. Đang chạy hai con bên trên, hai kênh bên trên và hai kênh bên dưới. Em đang test anh em nhé. Test với con đẩy này cho thật là trơn tru hoàn hảo. Rất là đẹp đúng không anh em? Cực kỳ đẹp. Công suất là 1500W một kênh. Và nội thất thì bên em đã giới thiệu nhiều rồi, rất là đẹp đúng không anh em? Cái những cái viền này nhìn nó rất là chắc chắn. Đó. Giá rất là hợp lý anh em nhé, 14.500.000 đồng. Đó. Và mặt sau của nó hiện tại nó đang đánh cho hai kênh bên dưới, đang đánh cho một cặp xúc kép, và hai kênh bên trên đánh cho một cặp full. Đó là Lavor 112 và CZ Sub 28 anh em nhé. Sub 100, sub còn 100 thì có thể chơi được hết anh em nhé. Đấy, đây là mặt sau. Đó, mặt sau đây. Anh em đang chơi đây. Hai kênh bên trên đánh full, hai cái kênh bên dưới đánh sub anh em nhé. Dây sub rất là lớn đây anh em nhé. Nói chung là đánh thì thoải mái luôn, cứ xúc quay 100 mới chơi thoải mái anh em nhé. Đây mặt sau, hai kênh ghép nối vào, hai tín hiệu đầu vào và hai tín hiệu đầu vào bên dưới, đánh sơ te tất cả anh em nhé. Rất là nhỏ gọn anh em nhé, cực kỳ nhỏ gọn. Đánh tất cả full anh em nhé, full sub đều chơi được hết. Nhưng mà lưu ý cho anh em là full thì chúng ta đánh thoải mái, loa full nào cũng có thể đánh được. Nhưng sub thì anh em lấy là anh em lưu ý là anh em đánh sub coi 100 anh em nhé. Sub kép coi 100 hoặc là sub đơn coi 125 anh em nhé. Đó, ok chưa? Nhìn rất là đẹp. X4150 anh em nhé. Rất là đẹp. Giá của nó hiện tại đang là 14.500. Và đánh như, tuy là đánh như vậy thôi nhưng mà đèn nó còn chưa chớp anh em nhé. Chưa chớp, anh em biết là rất là khỏe. Nhưng mà hiện tại thì em đang đánh trong nhà thôi. Nếu mà đánh ngoài trời thì tất nhiên nó sẽ lên tín hiệu khá là nhiều anh em nhé. Đó. Còn X4150 này em thấy cái tiếng của nó rất là tốt. Đánh súp tiếng rất là tròn anh em nhé. Anh em lưu ý súp kép coi 100 anh em nhé. Có súp đơn coi 125 đánh thoải mái anh em nhé. Rất là đẹp đúng không? Và giá rất là hấp dẫn cho anh em chơi. Con này thì vừa mới về. Em nhắc lại là bản nâng cấp của D4150 anh em nhé. Bản nâng cấp của D4150 nội thất thì nó khác một số chút và công suất giữ nguyên, độ ổn định giữ nguyên. Cái dòng D4150 em bán rất là nhiều, ổn định rất là cao anh em nhé. Anh em thể tham khảo. Mọi tin chi tiết mua hàng anh em để liên hệ với hai số điện thoại bên góc dưới giúp em nhé. Xin chào tất cả các bác nha. Để xem được những video mới nhất của bên em thì mời anh em cùng ấn vào phần tìm kiếm trên YouTube, gõ chữ Thắng Cao Audio anh em nhé. Đó. Khi ấn vào chữ Thắng Cao thì anh em nhớ đăng ký kênh và ấn chuông, chọn tất cả. Khi đăng ký kênh và ấn chuông xong thì anh em có thể nhận được những thông báo mới nhất của những video bên em. Rồi chào, cảm ơn tất cả các bác.